Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây, tiếp tục trong chương trình đi ngắm những cây của Hội Yêu Cây tuổi Nhâm Tuất 1982 chuẩn bị chấm để đưa về với Festival Hà Nội năm 2024. Thì hiện tại kênh Yêu Cây đang có mặt tại sân của Trung tâm Triển lãm Sinh vật Cảnh Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình. Ở video này kênh Yêu Cây sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn 3 cây có dự định của Hội Yêu Cây tuổi Nhâm Tuất 1982 đưa về với lại Festival. Chào Trần Tuyển nhé. Em chào tất cả các bác đang theo dõi kênh Yêu Cây nhé. Em chào anh Lê Thọ. Hiện tại chúng ta đang ngắm một cây xanh cổ rất là nghệ thuật, được chủ cây cũng phải nói là rất là tâm huyết và chỉn chu đưa lên một cái bệ, cái chậu nói là khá là nổi bật của vườn. Trần Tuyển đang ngắm cây này, thấy là Tuyển ơi, trong hội yêu cây tuổi Nhâm Tuất 1982 thì anh em có bạn điệp ở đây là thành viên của ở đây thì muốn giới thiệu và đưa 5 cây để cho anh em trong hội chấm để đưa về triển lãm. Thì em đang ngắm cây này thì có cái ý kiến gì cho các anh biết không? Em thấy cây này một cây cốt rất là đẹp anh ạ. Nó có nhiều những cái điểm, nó chạy, nó giằng giật, nó nhao lên nộn xuống, có rất nhiều đây. Mình có thể tính khoảng 3-4 cái thân đấy, 3-4 thân. Cứ nhao lên nộn xuống. Cứ nhao lên nộn xuống và nó giằng giật nhau rồi nó quấn quýt, nó ý là cột kèo, nhìn phong tranh có sáng tối, có trong đường ngoài đọc. Có rất nhiều điểm để ngắm, có rất nhiều điểm để ngắm chứ nó không chỉ là một cây đơn thuần. Cây này là một cây cổ em ạ. Vâng ạ, một cây cổ. Cây cổ thả nước ấy. Vâng. Mặt đằng sau đằng kia thì nhìn hay, nhưng mà mặt đằng này thì có một cái cây nó chạy vòng qua đây, nó lượn xong đây, anh nó nhào lên, nó lượn, nó chạy qua đây đấy. Nó chạy xong rồi nó sắp bóng rồi, nó tạo thành một cái tổng thể, nó hài hòa đấy, nó lại che giấu được những cái phần bên trong này, nó ẩn được những phần bên trong này, xong trên này nó thành một cái đường nhào đây, nó đi lên đấy, nhìn nó tổng thể nó như kiểu anh hình dung như kiểu những cái con rồng này cứ quấn thành bầy này, trông nó rất hay. Một cây nó có cái chiều sâu, mình ngắm nó cũng có cảm giác nó tức là nó kích thích cái trí tưởng tượng của mình lên. Kích thích hai là nó nhiều điểm ngắm đúng không? Vâng, nó nhiều điểm ngắm, nhiều mặt khác nhau. Người khi mà mình ngắm này mình sẽ có nhiều trí tưởng tượng và nhiều cái góc nhìn. Nó có những góc nhìn đa chiều hơn, nó đơn thuần. Thế còn về bông bóng thì sắp xếp nó cũng tương đối là ổn rồi. Cái là cần nó làm nó mịn màng hơn. Và anh Điệp thì anh vẫn đang tiếp tục họa thêm một số cái bông nữa để cho cái tác phẩm nó được thụ hơn. Nó đầm. Nói chung đẹp, cây này đẹp. Một trong những cây mà nó có rất nhiều điểm để ngắm. Góc nào cũng nhìn ra. Đây, nhìn cái tay cái kèo hai đẹp rồi. Lên. Lên nó họa bóng bông kìa. Đấy, anh đang nuôi thêm một bông đỡ ở đây. Đó, phết đấy. Yeah. Vậy là nếu quay để mà quý vị và các bạn, vì cái cây này nó rất đa chiều. Đúng rồi. Đa chiều. Nếu mà quay để mà nhìn ra được những nét thì nó khó phân tách, khó mô tả. Nên các bác muốn ngắm trực tiếp thì các bác có thể về triển lãm, để vào với khu vực bày cây của các anh tuổi Nhâm Tuất 1982, trưng bày tại triển lãm Festival Yêu Cây tuổi Nhâm Tuất 1982 tại Festival Hà Nội. Đây Tuấn ơi, ok, cảm ơn em. Cây này chúng ta sẽ đến một cái cây mà kênh Yêu Cây thấy phải nói là đặc biệt quý. Cây này lần trước kênh Yêu Cây về thì nó đang ở một cái chậu khác. Và hôm nay thì được lột tả ra cái chậu bên này. Trông nó sang hơn rất nhiều. Cây đẹp quá, bộ bệ. Trong bộ bệ là nó hay à. Quấn quýt nó rằng đẹp. Không biết bao năm nằm trong chậu bao năm nó được thế này. Cứ lên xuống. Cây. Một cây này chắc cũng thả nước trước, thả nước mới được bộ chân bệ không anh?
Thả nước chứ. À không, chưa chắc vì cây này cây cây Nam Điền. Anh nghĩ là cốt chậu thôi, còn thả nước hay không mình chưa nắm được thông tin. Nói chung là một cây cổ rất là khá là quý. Rất là quý. Mặt kia bộ chân bệ đẹp. Nhưng mặt này thì nhìn bông bóng, cái tỉ lệ sắp bông nó đẹp hơn. Đều nhịp nhàng hơn. Mặt này anh hình dung là các cái này, tỷ lệ 1 2 3 4 5 sắp xếp nó rất đẹp. Nó không bị hỏng hẳn. Nhìn tổng thể nó hài hòa. Hài hòa đúng không? Ừ. Ok, chúng ta sẽ ngắm cây này tại triển lãm nhé. Dạ. Và đây thì anh muốn giới thiệu em một cây. Dạ. Không, cây đây. Mà cây này phi nào anh? Ừ. Cây phi nào nghệ thuật. Một trong hai cây phi nào này sẽ có mặt tại festival. Cây nghệ thuật quá. Nghệ thuật đúng không? Nghệ thuật. Rất là mỏng manh. Đây là một cây em như tuyển đánh giá cái độ nghệ thuật của nó rất cao. Lũa thân nó chỉ có một cái đường chạy để nuôi. Và một cây thực sự là một cây bonsai nghệ thuật. Rất đẹp. Qua đây thì chúng ta sẽ thấy cái nột tả được cái sức sống, cái sự kiên cường của một tác phẩm, của một cái cây. Nó thể hiện sự kiên cường. Đây, lũa bỏ hết thân gần như lửa rồi, chỉ có mỗi chạy mạnh lạc thôi. Thì đặc biệt ở những cái tác phẩm như này ở pen trong trên Penjing bonsai hay là ở bonsai lĩnh Nam và bonsai Nhật Bản, họ rất tôn trọng những cái tác phẩm này. Họ sẽ làm những cái tác phẩm này, họ sẽ thể hiện hết cái sự kiên cường và cái nghị lực của cái tác phẩm, thể hiện sức sống. Tác phẩm này thì thường thường đối với bên Nhật Bản họ sẽ trân trọng rất tác phẩm rất nhiều. Anh ạ, nghệ thuật thể hiện sức sống, sự kiên cường, và đấy chính là cái lòng cốt mà người ta muốn diễn giải trong một cái tác phẩm. Mặt này cũng đẹp mà anh Thọ. Cái này thì chắc là anh Điệp sẽ cho ra nhôm và sắp lại bông thì nó sẽ đẹp ngay. Nhìn thấy cái này nó đang bị rối rắm thôi. Còn khi bắt đầu ra nhôm hoặc là lại thì nó đẹp. Như có cái là cái cây này mà đi là cũng phải tương đối là phải cẩn trọng. Kỹ tính đúng không? Cẩn thận. Phải cẩn trọng bởi vì nó yếu mềm. Trông nó rất mỏng manh. Nó mỏng manh, nó nghệ thuật. Nghệ thuật. Nhìn thì đẹp nhưng mà cái người nuôi dưỡng và người di chuyển cũng rất là vất vả. Vâng. Khó đấy. Đấy. Đây là quý vị và các bạn, đó là em quay ở vườn này 5 cây để Hội Yêu Cây Tổ Nhân Tuất 1982 sẽ chọn nữa để đi triển lãm festival Hà Nội năm 2024 tại đường đua F1. Chủ cây này của bạn Điệp Thái Bình. Kênh Yêu Cây xin cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn Trần Tuyển nhé. Đi giao lưu với lại kênh Yêu Cây, cộng đồng Yêu Cây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Vâng. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Vâng. Em xin chào anh Lê Thọ nha. Em chào các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.